thì nó là về mưa đất ha. Con tàu của mình hôm đó là nó đi theo cái hướng này, mình sẽ gọi đây là về tàu đất ha. Thì nếu mà cộng vector lại thì có phải là cái hướng vector nó sẽ đi theo cái chiều này không, tức là cái hướng mưa nó như này đúng không, nhưng mà trên thực tế là cái hướng mưa của mình nó đi theo cái hướng này đó. Ngồi bình tĩnh lại thì cô giáo giải thích như thế này. Cái mình quan tâm là về mưa so với tàu không, tại vì mình đang ngồi trên tàu mà mình nhìn thấy cái giọt mưa nó nghiêng, thì cộng vận tốc mình cứ cộng kiểu như là không hiểu biết thì cứ cộng bình thường thôi, nó sẽ là mưa đất cộng cho về đất tàu đúng không. Thì nó có cái chữ đất này, đất này giống như là mình đang cộng vector là vector AB bằng sẽ là vector AC cộng cho vector CB vậy đó, nó có chung cái chữ C này mọi người ha. Rồi thì bây giờ mình mới nhìn thấy rằng là cái vector đất tàu này nè, nó sẽ ngược lại, đây là tàu đất, đây là đất tàu, như vậy nó sẽ vẽ ra đây. Rồi thì bây giờ cái vector này của mình á, nó là tổ hợp của hai vector này, tức là tổ hợp của hai vector này. Vậy thì lúc này nó được cộng là nó sẽ được như thế này, nó sẽ mình sẽ có kết quả như này. Rồi ok, đây là vận tốc của mưa này, đây là vận tốc của tàu. Vậy thì bây giờ cái vấn đề của mình chỉ là tính về cái độ lớn thôi, mình không xét về chiều mà mình chỉ độ lớn. Thì cái hình này có là cái hình vuông không? Mình đặt là A B C đi ha. Vậy thì có phải là AB của mình này, AB của mình sẽ bằng là căn bậc 2 của AC bình tổng cho là BC bình không? Ở đây là 9 mình phải đổ ra km đúng không? Thì các bạn là có thể dùng phần mềm hoặc tự tính đi, còn tính làm sao thì mình cũng quên rồi, mình dùng phần mềm. 32,4 km/h. Đó thì ở đây đặt con số vào đây. km/h. Rồi ok nha. Vậy thì lúc này cái vận tốc của mưa và tàu á, mình tính được là 77,13 km/h ha. Rồi. Vậy thì cái câu hỏi tiếp theo là cái góc mà nó cái góc xiên đó, nó sẽ là bao nhiêu? Thì có phải cái góc xiên đó là cái góc này không? Góc alpha này không? Vậy thì mình muốn tính cái góc alpha này á, thì mình thì bây giờ cái cạnh huyền nói chung là xin cô chỉ đấy, ở đây biết hết rồi, cái này biết, cái này biết, cái này muốn tìm thì cũng dễ thôi. Đây là 70 này. Đi học huyền của nó mình tính rồi, 77,13. Với cái giá trị này thì mình có thể là chuyển đổi sang suy ra alpha 65,17 độ. Ok, vậy thì cái này